Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh truyền thông của Trần Quốc Hoàn Và hiện tại thì mình đang đứng ở dự án Vạn Phú Shop House à, Đây là cái trục đường 15m của dự án Và cái đường 36m của chúng ta sẽ cách đây tầm khoảng gần 50m Đây đối diện là toàn bộ cái bãi đất này Là chính là cái trung tâm thương mại Vạn Phú Đó, trường cấp 3 và điện máy xanh của chúng ta thì cũng ngay ở đây thôi à, Tuy là cái đường nội bộ của dự án Đấy như anh em nhìn thấy sang bên này Đây là những cái hộ dân về đây kinh doanh nhá Nhà này... À, à có nhà ở ngay ở cái đoạn trên chỗ gần trường thôi. Thì anh có mua hai cái lô đất ở đây để ra kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng. Đó, nên anh em thấy là ở dự án Vạn Phú Shophouse Hau không những chỉ cái đường 36 m là có thể kinh doanh được mà gần như là các cái đường nội bộ thì cũng được làm rất là rộng đấy và đặc biệt cái vị trí mình đang đứng ở đây Đó chính là đối diện với lại cái khu trung tâm thương mại. Đấy sau này sẽ hình thành cái trung tâm thương mại và cái chợ ở đây. Đấy và hiện tại thì hoàn đang có một hai cái lô đất ở đây với diện tích là 100m mà tiền năm sâu 20 đấy đây là những cái lô đất của chúng ta đây này, này và những cái gì mà anh em đang thấy chính là hiện hữu của cái giai đoạn 1 thôi thì bên mình đã làm hạ tầng rồi và toàn bộ cái phía đồng ruộng ở phía sau cái cái dãy này thì đó là cái giai đoạn 2 và sẽ được triển khai trong tháng 4 tháng 5 thôi thì sẽ bắt đầu triển khai rồi. Bởi vì sao? Tất cả nguyên vật liệu đây, đất đai anh em nhìn thấy bên này đúng không? Đó, thì chính là tập kết để làm giai đoạn 2 à, Từ cái vị trí ở đây Đi ra khoảng 50 mét thôi anh em nhé Thì là sẽ ra cái trục đường 36 mét rồi Đấy, khi mà quay cái góc máy này đúng không Chúng ta nhìn ra ngoài thì thấy nó rất là sầm uất rồi Bán nguyên vật liệu xây dựng này à, Bên kia thì chúng ta cũng có bán đủ thứ trên đời luôn à, Gần nhất thì chúng ta sẽ có một cái quán bia hơi Và một cái nhà hàng hải sản toàn bộ cái bãi đất này để tập kết để làm giai đoạn 2 để cho chủ động nha em ạ. Bởi vì đất đai thì không phải lúc nào cũng mua được đúng không? Tập kết ở đây khi nào mà khởi công làm giai đoạn 2 cái thì sẽ múc đất từ đây để san lấp ra nó sẽ rất là nhanh và đặc biệt là chúng ta sẽ rất là chủ động. Đó, trước mặt chúng ta đây là cái trục đường 36 m. Đi vài bước thôi. Đây và đây chính là cái trục đường 36 m anh em ạ. Đấy, đối diện bên kia là chúng ta có quán bia, chúng ta có nhà hàng hải sản. Và đi dịch lên đây tầm khoảng hơn 100 m thôi. Thì sẽ có trường cấp 3 và điện máy xanh ở bên phía này. Và đây là cái trục đường 36 m thì tất nhiên là nó sẽ đẹp hơn cái đường 15 m kia của chúng ta rồi. Và đương nhiên là cái tiền nào thì giá trị đấy thôi. Bên phía bên này thì sẽ có giá tầm khoảng từ 17 đến 18 triệu trên 1 mét vuông anh em nhá. Một lô 100 m thì có giá khoảng tỷ 7 đến tỷ tỷ 8. Đấy đối với lô 100 m và đây là cái phía à, hạ tầng và những cái lô đất ở mặt đường 36 m đây. Đấy anh em nhìn thấy là rất nhiều nhà dân à, đã xây dựng về để kinh doanh rồi. Tất cả những cái hộ à, dân ở đây đều ra đây với mục đích là kinh doanh nhá. Như anh em biết là ở những vùng quê đúng không? Khi mà cái công việc nó khó khăn, kiếm tiền nó khó thì gần như là ai chúng ta cũng có cái mơ ước là chúng ta sẽ mua được một cái à, mảnh đất ở mặt đường. Đấy, gần như ai cũng có một cái mơ ước như thế để làm gì ạ? Để ra đó sau đó là chúng ta sẽ kinh doanh để chúng ta có thêm thu nhập và cũng rất là mong muốn là những cái mô hình kinh doanh đó nó sẽ phát triển và nó thay đổi cuộc sống. Và trên thực tế là các cụ nói rồi, đường to thì không lo chết đói đúng không? Với cái đường 36m, vỉa hè 6m như thế này thì chắc chắn rồi, kinh doanh gì thì cũng rất là ok. Và nếu như anh chị nào mà có nhu cầu quan tâm đầu tư những cái dạng đất nền như thế này Đấy khoảng à, tỷ 7 đến tỷ 9 anh em nhé Ở cái mặt đường à, tỉnh lộ 36 mét như này Và bán đất nền xây dựng tự do Sổ đỏ thì à, có sẵn rồi Thì à, có thể liên hệ inbox cho hoàn. hoàn cảm ơn Ok